Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương trên cả nước đang tích cực triển khai mô hình thôn bản thông minh. Tại những địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc, tuy còn gặp nhiều khó khăn trong công tác chuyển đổi số, nhưng nhiều địa phương cũng đã nỗ lực triển khai mô hình thôn bản thông minh để rút ngắn khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Ghi nhận tại bản Xin Suối Hồ, xã Xin Suối Hồ, địa phương được chọn làm thí điểm xây dựng xã chuyển đổi số, xã thông minh của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Xin Suối Hồ cũng là bản du lịch cộng đồng tiêu biểu với 100% dân số là đồng bào Mông. Những tiếng tinh tinh, thông báo đã được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng do xã chi trả về tài khoản, giờ đã trở nên quen thuộc với anh Vàng A Tủa và bà con trong bản. Đến nay, 97% hộ dân của bản Xin Suối Hồ đã có tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán các chế độ chính sách. Tôi cảm thấy là nhận tiền qua tài khoản ngân hàng này thì cũng rất là tiện lợi và cũng không mất thời gian nhiều cho mình phải đi ra ủy ban xã để nhận tiền. Từ khi triển khai mô hình thôn thông minh, bản Xin Suối Hồ đã thành lập nhóm Zalo với sự tham gia của đại diện tất cả các hộ dân. Đây cũng là kênh tương tác, giao tiếp giữa bà con, giữa chính quyền với người dân trong bản. Mình nắm bắt được thông tin rất là nhanh, bắt chỉ bản chỉ ngồi ở nhà thông báo thôi, không phải chạy đi gọi. Các chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước thì đến với bà con rất là nhanh chóng và kịp thời, rất là tiện ích cho bà con để nắm bắt và làm theo. Là bản du lịch cộng đồng nên Xin Suối Hồ đã lắp đặt xong hệ thống camera an ninh giám sát tại các tuyến đường trục chính, wifi miễn phí ở các điểm trung tâm bản và 100% các điểm kinh doanh dịch vụ đã có thể thanh toán không dùng tiền mặt bằng quét mã QR. Không kém gì so với thành phố vì ở đây cũng có cả mạng wifi này, có cả mã QR. Trong du khách đi tham quan thanh toán thì rất là tiện. Tuy đến nay vẫn còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc về hạ tầng chuyển đổi số hay kỹ năng sử dụng công nghệ của bà con dân tộc còn thấp, nhưng chính quyền xã Xin Suối Hồ đã tích cực đồng hành cùng bà con để lan tỏa mô hình thôn bản thông minh tới nhiều xã vùng cao khác của tỉnh Lai Châu. Sau khi triển khai thì người dân họp ở xã, quán triệt, tuyên truyền đến thôn bản, thực hiện hỗ trợ người dân vướng mắc cái gì, ta tháo gỡ cái đấy. Vận dụng với bạn trẻ mà có học hành thì họ có cái điện thoại thông minh, họ hướng dẫn, thao tác. Thế người dân thấy cái việc đấy nó rất là hay, thế chính quyền triển khai xuống, họ tiếp cận được, rất là ủng hộ. Hiệu quả của mô hình thôn thông minh, bản thông minh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, hướng tới hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền số, công dân số tại nhiều địa phương trên cả nước.